Thưa bạn, là khi mà bạn đầu tư thông qua bảo hiểm nhân thọ bằng những cái sản phẩm bảo hiểm nhân thọ thì bạn sẽ có được những cái lợi ích gì? Thì rất là nhiều người nghĩ rằng bảo hiểm nhân thọ chỉ đơn thuần là tiết kiệm và là bồi thường tiền bạc khi rủi ro mà thôi, chứ không có những cái chức năng để mà đầu tư tăng trưởng tài chính. Thì thưa bạn, là trước đây thì các công ty bảo hiểm nhân thọ chỉ có những cái sản phẩm bảo hiểm truyền thống là để bảo vệ thu nhập cho người trụ cột hay là để tiết kiệm cho tương lai lâu dài, những cái mục đích tài chính trong dài hạn. Nhưng mà hiện nay ấy, thì các công ty bảo hiểm nhân thọ đã đều phát triển cái sản phẩm của thế hệ mới, của thời đại mới, đó chính là bảo hiểm liên kết với đầu tư tăng trưởng. Cho nên là bạn hoàn toàn có thể được đầu tư tiền bạc của mình bằng các cái sản phẩm bảo hiểm nhân thọ liên kết với đầu tư. Thì lợi ích mà bạn có được khi mà bạn sử dụng những cái sản phẩm bảo hiểm nhân thọ liên kết đầu tư là gì? Đó chính là bạn vừa được đảm bảo cái số tiền bồi thường nếu như chẳng may rủi ro xảy ra, mà bạn vừa được nhận cái kết quả đầu tư thực tế thông qua cái hoạt động đầu tư của các công ty bảo hiểm nhân thọ. Hơn nữa, khi mà bạn tự đầu tư với cái vai trò nhà đầu tư cá nhân thì chắc chắn là bạn sẽ không thể tận dụng được những cái lợi ích của nhà đầu tư chuyên nghiệp, của nhà đầu tư có tổ chức. Đó là gì? Về mặt thông tin, mà bạn đầu tư cá nhân, bạn không thể có nhiều thông tin đầu tư, bạn không thể được cập nhật thông tin và bạn khó có được những cái thông tin chính xác về thị trường tài chính. Nhưng mà nhà đầu tư chuyên nghiệp, nhà đầu tư có tổ chức thì họ có được cái thông tin về thị trường, về tài chính rất là kịp thời và rất là chính xác, rất là đầy đủ. Về danh mục đầu tư thì nếu như bạn tự đầu tư cá nhân thì bạn sẽ không thể, bạn rất là khó có thể mà đa dạng hóa các cái danh mục đầu tư được. Ví dụ như là bạn đầu tư bằng cách bạn mua vàng thì hầu như là bạn chỉ dồn tiền của mình vào vàng mà thôi. Hay bạn đầu tư vào bất động sản thì hầu như bạn cũng chỉ dồn tất cả cái tiền bạc của mình, phần lớn tiền bạc của mình vào bất động sản. Còn nếu như bạn đầu tư vào chứng khoán thì bạn không thể tham gia được cùng một lúc hàng chục hay là hàng trăm các cái mã cổ phiếu, các cái mã chứng khoán khác nhau, mà bạn chỉ có thể đầu tư vào một vài ba những cái mã cổ phiếu mà bạn lựa chọn. Nhưng mà nhà đầu tư chuyên nghiệp thì họ lại đa dạng hóa được danh mục đầu tư. Họ có thể vừa đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, vừa đầu tư vào tiền gửi ngân hàng, vừa đầu tư vào cổ phiếu, vừa đầu tư vào kim loại quý, vừa đầu tư vào ngoại tệ. Và đặc biệt là trong đầu tư vào cổ phiếu thì họ có thể đầu tư vào hàng trăm cái mã cổ phiếu, hàng trăm cái mã chứng khoán khác nhau. Cho nên cái danh mục đầu tư của họ đa dạng. Chính vì danh mục đầu tư đa dạng cho nên họ giảm thiểu được các cái rủi ro xảy ra và họ tận dụng được cái khả năng tăng trưởng tài chính rất tốt của tất cả các cái công cụ tài chính khác nhau. Và về kiến thức đầu tư thì chắc chắn bạn đồng ý với tôi rằng nếu như bản thân tôi cũng như bạn mà tự đầu tư thì cái kiến thức của một người nó không thể nào bằng cái kiến thức tổng hợp của rất là nhiều người, đặc biệt là những cái chuyên gia đầu tư, họ có những cái hiểu biết rất là sâu sắc và họ được đào tạo bài bản và họ có những cái kinh nghiệm, trải nghiệm rất là đã thực tế thông qua cái thị trường đầu tư rồi. Thế cho nên là bao giờ cũng thế, mình mà ủy thác đầu tư cho nhà đầu tư chuyên nghiệp thì mình tận dụng được cái bộ óc, tận dụng được cái kinh nghiệm đầu tư của nhiều người, nhiều nhà đầu tư một cách bài bản hơn. Và về bản lĩnh trong đầu tư thì cũng là một vấn đề chúng ta cần bàn đến. Khi mà chúng ta tự đầu tư ấy, thì rõ ràng là cái sự dao động của mình nó rất là lớn, mình rất là hồi hộp. Khi mà thị trường tăng trưởng mình cũng hồi hộp, mình sẽ muốn bán ngay để mình tận dụng cái tăng trưởng của thị trường. Khi mà thị trường bị giảm xuống thì mình cũng rất là lo lắng và mình sợ là tiếp tục là bị mất cái tài sản đầu tư của mình, cho nên mình dễ có thể mình bán luôn, bán vội, bán vàng. Cho nên là thường là mình sẽ phải mua cái lúc mà cái giá trị tài sản đầu tư cao và mình lại thường lại bán cái lúc mà cái giá trị ở cái mức độ thấp. Cho nên là mình mất rất là nhiều tiền khi mà mình đầu tư cá nhân, khi mà mình mua vội, mình bán gấp. Và về trong công tác quản lý tài sản đầu tư cũng như vậy. Chúng ta tự đầu tư cá nhân thì rõ ràng là gì, chỉ có tự chúng ta quản lý cái tài sản đầu tư của mình. Còn nếu chúng ta ủy thác cho nhà đầu tư có tổ chức, nhà đầu tư chuyên nghiệp thì họ sẽ quản lý một cách bài bản, quản lý bởi hệ thống và quản lý một cách chuyên nghiệp hơn chúng ta rất là nhiều. Trong cuộc sống có một câu rất đơn giản, nôm na là cái gì mà mình không làm được thì mình đi thuê người khác. Và đã thuê thì chúng ta không thể thuê cái người nghiệp dư mà phải thuê cái người chuyên nghiệp. Cho nên khi mà bạn sử dụng bảo hiểm nhân thọ để đầu tư tăng trưởng tiền bạc, đầu tư tăng trưởng tài chính của mình, là bạn đã ủy thác cho các công ty bảo hiểm, cho các tập đoàn tài chính giúp bạn đầu tư tiền bạc, đầu tư tài chính cho bạn. Vì thế, bạn sẽ đầu tư một cách chuyên nghiệp và bài bản hơn. Cho nên, rủi ro sẽ được hạn chế và lợi nhuận sẽ được tăng trưởng.